Rồi chào bạn nha, nay mình ghé bãi chú Tấn Cầu Giấy mua đồ, sẵn quay cho bạn coi. Ít xe cũng lợi hại lắm bạn, rim lùng Nhật đâu nè, đó rim lùng Nhật thì này bị lai đồ hơi nhiều nhưng mà còn được cục máy Nhật, máy cũng đạp cũng ok. Bánh trái thì chắc xấu rồi nhưng mà mình mua được gì mua. À, bạn vô mua được gì mua. Nói chung là đổ đây giờ rã bán nè, như con Alắc nè các bạn. Rã bán toàn bộ, cái gì bán được là bán hết. IC nữa bạn, bán luôn rồi nè. Hai cái chụp đèn nè. Chụp đèn đuôi đèn nè, bán. Nó. Này là cái bơm hay gì nữa bạn. Đó này là máy nè, máy móc nè, nói chung máy móc này là dầu, nước là mát, bình xăng lớn rồi nè. Đó, đây là bán hết nha bạn. Thứ gì cũng bán hết. Đây nè, này là con quay tàu. Quay tàu thì bạn cũng không có gì để mua, chủ yếu mua bạn mua gì được mua. Mình quay chủ yếu mấy con Nhật nè, như mấy con này nè. Nhiều người ta vô mua cái một chút các bạn, nên nó cũng không còn gì nhiều. Như con này nè, này là rim lùng nè, người ta vô mua phuộc mua đồ nè, để coi cái bô lô luôn rồi đó. Những con xe ở đây là có những con xe độc lạ, xe zin này, như con Sirius này giờ cỡ 3 triệu 4 3 triệu rưỡi 4 triệu các bạn, xe không giấy cỡ đó bạn mua về đi làm hồ làm ruộng làm đồng biết nào hư nổi. Nhưng mấy con này cũng vậy nè, xe không giấy giờ nó rẻ rề các bạn ơi, xe không giấy giờ rất là rẻ luôn nè. Máy móc rồi nè, mấy này về sửa lại chút xíu là chạy dạng như đi chở đồ đi này kia kia nọ được. Đó, đạp bình thường các bạn. Sirius đây còn nhiều lắm, có con này đẹp ghê luôn các bạn. Con này có giấy, con này giấy. Giấy thì cũng 5 triệu, 5 triệu mấy rồi bạn ơi. Đó. Trời. Đó, Nô 4 nữa các bạn. Đây giờ nhiều lắm bạn ơi. Xe đây giờ chú Tấn cũng còn rất là nhiều. Nè. Trời, bình ga dẹp mà dục như vậy nè, bình ga dẹp mà dục lủng tủng lung tung luôn. Này, rim tàu này, con quay quay Thái 100 mà tàu nô 4 nữa bạn. Nô 4 mấy xe này giờ triệu mấy, 2 triệu, 2 triệu mấy cũng có nữa, nhiều nhiều giá lắm. Mấy này giờ anh Hậu anh bán luôn nữa không chừng nữa. Hôm nay rã máy nô 4 nhiều không anh? Không có rã máy nô 4. Sao kỳ vậy? Bán nguyên cục hả? Đó bạn, nhiều lắm. Nè, nô 4 nhiều, cực kỳ nhiều luôn bạn ơi. Ở đây nãy giờ lại ra thấy cả chục chiếc các bạn. Này nè. Ba xe nô 4 này giờ nó rẻ. Mua nó cũng rẻ. Chạy công an bắt cũng mất không tiếc. Đây nữa nè, này là chiếc rim lùng 98 Nhật, xe Nhật nhìn dễ biết lắm, nhìn cái đèn với nhìn mấy gắt chân là biết xe Nhật liền. Xe Nhật mà này nó hơi tàn chút xíu, không biết đạp được không, đạp cứ nhắc này nè. Asilo này chắc Asilo miệt miệt biển quá, cái gì mà nó xét cái cứng nhắc luôn các bạn. Này Asilo này, Asilo này nói chung là bán nguyên xe cũng rẻ rề các bạn ơi, nguyên xe, nguyên xe cũng rẻ rề. Bữa hổm thấy anh bán nguyên xe nổ máy luôn mà như có 4 triệu mấy, 5 triệu gì đó. Đây nữa nè, ba quay ớt 110 rồi cũng không có mắc tiền các bạn, rẻ đa số rẻ. Đây nè, Sirius nữa nè. Sirius này nói chung là 2 3 triệu, 3 4 triệu cũng có, đủ giá hết rồi. Con rim lồng này ai rã cục máy bán rồi. Các bạn thấy không? Máy nè. Mắc mua pin luôn rồi. Gắt chân sâu quắc luôn, lỏng le lỏng lét luôn.
bỏ luôn, không có còn ngon nữa. Gì đây, cầm công tắc hả? Cầm công tắc dính với cái má đùm trước luôn, không còn gì hết. Đây có được con engine trăm hay gì nè, engine trăm hay là hai, nát dụng luôn, mâm tá lả luôn. Con quay A đời 24 nữa kìa. Rồi bạn nhìn nè, vỏ nè, anh em vô mua vỏ thì ở đây người ta cũng có cải sẵn vỏ ruột, nó rẻ bằng 1/4 giá thị trường các bạn, rẻ rề. Nói chung mà vô lựa được cái nào đẹp thì mình biết lựa thì lựa cái đẹp mình xài. Đây nó phụ tùng nè, đa số là gác chân, trên này là người ta treo gác chân thôi, gác chân là gác chân xịn mới treo để đó nha các bạn. Đó, gác chân xịn không à, không có nào lô á. Còn này là dàn áo, dàn áo cũng là dàn áo zin luôn nữa, đa số là dàn áo zin không à. Đó, dàn áo zin không người ta mới treo đó. Đây nè, từ quay rim cho tới Alac Nô 4, Nô 5 gì á. Đây, sẵn mình đi kiếm cặp gác chân rim lùng 99 cho ông anh. À, mình quay, với lại mình đang kiếm cục máy SWM 110, lồng sắt Galaxy, à, nãy giờ đi chưa thấy. Nãy giờ đi chưa thấy. Thấy mấy chiếc xe tàu nhiều, để chút mình qua bãi bên kia coi. Coi đây hả, mình thấy có cặp rim lùng 99 mà lâu quá rồi chắc bán rồi. À, dàn áo quay xương cá các bạn, 206. Này là bánh mâm, bánh đồ các thứ. Bánh mâm, bánh đồ các thứ ha, mâm 5 cây đồ các thứ. Nhưng mà mâm bánh đồ lẻ lẻ không à, nó không có được nguyên cặp. Này là phục sao các loại luôn, các bạn thấy không? Phục sao tải đồ nữa nè, này tải đồ nè, này phục sao kiểu của Taiga, máy này của Taiga, này Sirius, cái này của mấy chiếc Hayate hay gì đây nè. Rồi này Sirius, cái cặp gác chân rim lùng 99 bữa hôm thấy mà nay chắc bán rồi. Máy này là đa số lô không à. Còn đây là dên, còn này là cái gấp nhôm này không biết của xe gì, chắc quay rim mình quá. Gấp nhôm nhẹ te các bạn, cái gấp nó nhẹ te, nhẹ rất là nhẹ luôn. Dên này, dên các loại, dên 110 tay ga gì cũng có. Trời ơi, gấp nhôm quá trời luôn kìa, gấp nhôm red leo, gấp nhôm quá trời, gấp nhôm luôn. Đá nước, trời ơi, trường nãy vô nữa rồi, vô một khúc luôn. Gấp này gấp rim thái lô, đâu có nổi cái rim thái dính đây, dễ gì có. Này là phục trước, phục trước, thùng xăng các loại đó. Còn này là đồ máy, ba ga xuồng, ba ga ghe gì đây, rần đây nè. Anh em nào vô mua ba ga lửa, ba ga nè, ba ga giữa nè, quay rim. Còn này là lửa, này là lửa tàu, đa số là lửa tàu không à, quay rim mình không à. Bên đây là nồi đó, nồi. Đồng hồ các thứ luôn, đồng hồ tay ga, rim quay gì, Alac gì, tá lả luôn. Đầm
đùm này, đùm các loại Trung Quốc, Nhật gì tá lả ở đây hết. Gì anh? Quay đi nè. Cái nước nấu bốn. Đâu có gì mới không em quay coi. Để quay. Anh đang đang rã cái máy gì đây? Máy gì anh Hậu? Máy gì Trung Quốc. Trung Quốc hả? Ừ. Nổi tiếng. Muốn nổi tiếng hả? Ờ. À. Ngày rã mấy xe? 10 xe. 10 xe hả? Hứa nha, hứa 10 xe có không anh Dũng? Ngày rã 10 xe. Này cặp phục zin nè, nó nát quá trời. Rồi. Còn máy này Trung Quốc không? Rồi áo banh sát luôn. Rồi mình qua đây cho bạn coi nha. Lóc liếc với lại đầu lòng. Đầu lòng tá lả đây hết. Đầu lòng rồi có chùm nhãn nữa. Trời ơi. Vô luôn rồi. Trời ơi. Mới lụm trái mà hư rồi. Là của chú Tấn Cầu Dĩ, chùa Vĩnh Tràng, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang nha bạn. Rồi ok, cảm ơn các bạn nha.